Thông tin chúng tôi vừa cập nhật, hiện ngoài khơi Philippines đang có cơn bão Conrad hoạt động. Dự báo cường độ bão tiếp tục mạnh thêm và không loại trừ khả năng bão sẽ di chuyển vào Biển Đông. Từ chiều hôm qua, tâm bão Conrad đang cách bờ hơn 1.000 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 20 m/giây, tương đương cấp 8, giật 30 m/giây, tương đương cấp 11. Nhận định trong thời gian tới, bão Conrad có khả năng sẽ mạnh lên thành siêu bão với gió mạnh 185 km/giờ, tương đương cấp 16. Trở lại với tình hình thời tiết trong nước, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây mưa lớn tại khu vực miền Trung nước ta. Đến hết ngày hôm nay, vào đêm nay 28 tháng 10, thì khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 70 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm. Tình trạng ngập lụt đã xảy ra tại Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đến 18 giờ ngày hôm qua, bão số 6 đã gây thiệt hại ở một số địa phương, trong đó có một người mất tích tại Quảng Bình, hai người thiệt mạng ở Thừa Thiên Huế, 290 nhà tốc mái hư hỏng. Bão đã làm sạt lở 1 km bờ biển đoạn giáp ranh xã Phú Thuận, huyện Phú Giang và phường Thuận An, thành phố Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều cây xanh bị gãy đổ tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Mặc dù bão số 6 hay còn gọi là Trà My đã gây nhiều thiệt hại cho nước ta, nhưng hậu quả không lớn so với khi cơn bão này càn quét qua Philippines. Gần 100 người đã chết và mất tích, nhiều nhà cửa bị sụp đổ. Hậu quả quá lớn nên 4 quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Brunei và Malaysia, Indonesia đang hỗ trợ Philippines khắc phục thiệt hại sau bão Trà My. 4 nước đang điều máy bay vận tải để hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Trà My. Trong lúc này, quân đội Philippines đang huy động thêm phương tiện và nhân lực để giúp đỡ người dân tại vùng Bicol chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngoài ra, quân đội cũng đảm bảo hỗ trợ toàn diện các đội tìm kiếm cứu nạn. Tính đến hôm qua, số người thiệt mạng do bão Trà My đã lên đến 100 người, trong khi ít nhất 36 người vẫn mất tích do bị lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp trong các vụ sạt lở. Cơn bão đã ảnh hưởng đến hơn 5,7 triệu người và gây thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính lên tới 14 triệu đô la Mỹ. Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa đối với 84 thành phố và thị trấn. Hôm nay, Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 8. Trong ngày, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Phiên họp được truyền hình phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi. Tỉnh Sóc Trăng vừa đưa vào khai thác mỏ cát mã số MS04 trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung. Mục đích để tăng cường nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Mỏ cát này hiện có diện tích hơn 100 hecta, tổng trữ lượng cát san lấp được phép khai thác là trên 4,2 triệu mét khối. Thời gian khai thác mỗi ngày từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Đơn vị khai thác cam kết thực hiện đúng quy định về giờ giấc khai thác, đảm bảo an toàn môi trường, nguồn cát phục vụ đúng mục đích. Như vậy, đến nay, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai khai thác được 6 mỏ cát sông và cát biển để phục vụ thi công cao tốc trục ngang và trục dọc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm của tỉnh và khu vực. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng. Đáng chú ý là công trình này có 340 triệu đồng được một hộ dân ở huyện Thanh Bình đóng góp. Công trình nằm trên đoạn đường láng thượng Đốc Vàng Hà với chiều dài 800 m, lắp đặt 22 trụ và đèn năng lượng mặt trời. Tổng kinh phí thực hiện là 38 triệu 800 ngàn đồng do ông Đoàn Văn Mau, ngụ tại xã Tân Phú tài trợ. Trước đó, ông Đoàn Văn Mau cũng đã tài trợ 300 triệu đồng để mở rộng mặt đường đan láng thượng, rộng 3,5 m, tải trọng 2,5 tấn, lưu thông được xe 4 bánh. Đây là một trong những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người dân. Nhằm góp phần nâng chất lượng nghề truyền thống nước mắm tại đảo Ngọc Phú Quốc, Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang đang xây dựng đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ đầu tư phát triển chế biến nước mắm trên địa bàn.
Tổng kinh phí thực hiện đề án hơn 9,8 tỷ đồng. Trong đó, khuyến công quốc gia hơn 3,3 tỷ đồng và kinh phí đối ứng của đơn vị thụ hưởng gần 6,5 tỷ đồng. Sẽ có 10 cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất chế biến nước mắm tại đảo Ngọc Phú Quốc được hỗ trợ như sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, xây dựng phòng trưng bày để giới thiệu quảng bá sản phẩm, đào tạo nâng cao năng lực quản lý. Nghề sản xuất nước mắm truyền thống Phú Quốc có lịch sử hơn 200 năm và đã được Liên minh châu Âu EU cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý, là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ trên thị trường của các nước thuộc EU. Trải qua chặng đường 6 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Thu nhập của người dân, giá trị sản phẩm được nâng cao. Và đây là cú hích quan trọng để các chủ thể sản phẩm OCOP tập trung nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Sau 6 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, cả nước có khoảng 14.000 sản phẩm OCOP của gần 7.800 chủ thể đạt từ 3 sao trở lên. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chương trình ý nghĩa này đã giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu. 46% chủ thể gia tăng về số lượng sản phẩm, doanh thu bán hàng tăng bình quân gần 30%. Hơn hết, chương trình còn giúp liên kết chuỗi giá trị, khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh của từng địa phương. Có thể thấy thời đại công nghệ cũng là lúc các kênh bán hàng trực tuyến lên ngôi. Để rộng đường cho sản phẩm thì các chủ thể OCOP tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng cường quảng bá trên các nền tảng số. Sự thay đổi trong cách tiếp cận thị trường thể hiện sự năng động sáng tạo của những bà con vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp. Một buổi bán hàng kỷ lục vừa diễn ra tại An Giang. Hơn 3 tỷ đồng thu được chỉ sau vài tiếng chào hàng. Đặc biệt kỷ lục còn đến từ số lượng tiếp cận khủng với hơn 31,6 triệu người. Những sản phẩm OCOP là những phẩm sinh ra từ làng, được với sự tiếp xúc của thương mại điện tử thì nó sẽ vươn xa ra ở ngoài tầm của cả nước. Từ chỗ lạ lẫm, nay các chủ thể OCOP bắt đầu làm quen với các kênh trực tuyến. Riêng tại Kiên Giang, đến nay đã có gần 1.000 sản phẩm được quảng bá trên các nền tảng số. Bên cạnh tiền tươi, thóc thật, sự thay đổi này còn tạo ra những hiệu quả đặc biệt. Tạo ra những cái động lực để đổi mới sáng tạo, tạo ra những cái giá trị mới và tạo ra một cái hệ sinh thái các cái doanh nghiệp phát triển bền vững. Trên các cái nền tảng thương mại điện tử, nó sẽ quảng bá được cái hàng hóa tốt hơn, cũng như là giới thiệu được các cái sản phẩm tốt hơn đến đối với người dùng, từ cái hộ kinh doanh cho đến thẳng người tiêu dùng và không phải qua một khâu trung gian. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu trên 5 sàn thương mại điện tử lớn là Shopee, Lazada, Tiki, Sen Đỏ, TikTok Shop đạt 156.000 tỷ đồng. Con số này tăng 78% so với cùng kỳ năm 2023. Đường đua trực tuyến sẽ là lối đi rộng mở cho sản phẩm OCOP đồng bằng. Bộ Công Thương vừa giao Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chủ động liên hệ với đội ngũ pháp lý của sàn Temu yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành Việt Nam. Temu thuộc BDD Holdings có trụ sở tại Trung Quốc. Tập đoàn sở hữu trang thương mại điện tử Pinduoduo chưa đăng ký hoạt động chính thức ở Việt Nam, nhưng người dùng có thể vào các cửa hàng ứng dụng trên điện thoại để tải app và mua hàng, thanh toán trên nền tảng này với phiên bản tiếng Việt. Các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới khác như là Xin 1688 cũng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, nhưng chưa đăng ký với Bộ Công Thương. Theo quy định, các sàn bán lẻ online xuyên biên giới có tên miền Việt Nam, ngôn ngữ hiển thị là tiếng Việt hoặc có trên 100.000 lượt giao dịch mỗi năm từ Việt Nam phải đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương. Cà Mau đang đẩy mạnh các biện pháp quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá, đặc biệt tàu cá thuộc diện 3-0, bao gồm không đăng ký, không đăng kiểm và không cấp phép. Qua trà soát, tỉnh có 274 tàu cá thuộc diện 3-0, 65 tàu cá đã sang bán nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Phần lớn các tàu cá này làm nghề ngư cụ cấm khai thác thủy sản, không theo quy định quản lý nghề cá của tỉnh. Việc sang bán tàu cá không khai báo, không thực hiện thủ tục đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền, dẫn đến công tác quản lý, điều tra, xác minh đối với các trường hợp vi phạm gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các tàu cá này được ngành chức năng lập hồ sơ số hóa để theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định. Địa phương sẽ thực hiện hiệu quả công tác chống khai thác IUU, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC theo đúng tiến độ đề ra, trong đó nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tàu cá 3-0. Hàng trăm người dân tham gia giao thông qua cửa ngõ ở thành phố Cần Thơ phải nhắm mắt, bịt mũi, khó thở khi nhóm công nhân thi công thổi bụi vệ sinh đường mịt mù như thế này.
Câu chuyện diễn ra cách đây ít ngày nhưng vẫn khiến cho nhiều người bức xúc. Trong quá trình vệ sinh làm sạch bề mặt đá dăm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, trước khi thảm nhựa thì nhóm công nhân đã dùng máy nén khí thổi bụi. Người điều khiển xe máy, xe ô tô không thể lưu thông với tốc độ bình thường do tầm nhìn hạn chế. Người dân sống hai bên đường phải đóng kín cửa hoặc là tạm thời rời khỏi nhà. Đường Võ Nguyên Giáp từ cầu Hưng Lợi đến gần nút giao IC3 dài khoảng 300m được thi công xử lý nền mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Công trình do Cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành một bên đường và đang thi công hướng còn lại. Quá trình thi công khu vực cửa ngõ thành phố thường xuyên bị ảnh hưởng do bụi từ công trình này. Thời gian gần đây tiếp tục có những chủ xe ô tô bỗng nhiên bị trừ phí đường bộ dù xe đang ở nhà. Các chủ xe khá lo lắng và nghi ngờ biển số xe bị người khác giả mạo dẫn đến bị trừ phí. Điều đáng nói là hành vi này gây hại cho người khác nhưng không được xử phạt nghiêm khắc. Xe đeo biển giả chạy qua BOT nhưng xe thật lại bị trừ tiền. Hay, bác nào có biển lưu ý nhé, dán rất công phu. Là một vài trong hàng loạt những bài viết cảnh báo về việc giả mạo biển số trên trang mạng xã hội Facebook OFFB. Trong những năm qua, năm nào cũng có phản ánh về việc giả mạo biển số được các thành viên đăng tải. Điển hình một cái các trường hợp diễn ra rất nhiều đó là cái việc mà sửa số này thành số kia, ví dụ như là số 3 thành số 8, gây ra rất là nhiều bức xúc trong cộng đồng. Việc dùng biển giả khiến cho các chủ xe lo lắng, nhất là xe mình bị liên quan đến các vụ vi phạm pháp luật. Tiếp nữa là lo lắng về phạt nguội dẫn đến rắc rối khi đăng kiểm. Bên cạnh đó là phiền toái khi bị trừ tiền oan bởi các xe mang biển giả lưu thông qua trạm thu phí. Theo đơn vị thu phí cho biết thì không áp dụng phương pháp đọc biển số khi xe qua trạm, do đó không xảy ra tình trạng trừ nhầm phí đối với xe mang biển số giả. Tuy nhiên, trường hợp này vẫn có thể xảy ra khi xe mang biển số giả nhưng lại có dán thẻ và thẻ này bị lỗi. Đến trạm thì báo lỗi và nhân viên của trạm thì phải ra theo biển số, dẫn đến là người mang biển số thật bị ảnh hưởng. Mặc dù các chủ xe được hoàn trả tiền sau khi phản ánh đến đơn vị thu phí nhưng vẫn không tránh khỏi các phiền toái. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các hành vi sử dụng biển số không đúng, không do cơ quan có thẩm quyền cấp là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt về hành vi điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp với mức phạt tiền từ 4 đến 6 triệu và đồng thời bị xử phạt một số hình thức xử phạt bổ sung theo quy định tại nghị định số 100. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong năm qua đã xử phạt 4 trường hợp ô tô vi phạm quy định về dán biển số và khuyến nghị người dân khi nhận thấy vi phạm liên quan quy định về gắn biển số có thể gửi phản ánh đến đơn vị công an hoặc đơn vị cảnh sát giao thông gần nhất để xử lý. Bộ Công an vừa có dự thảo lần thứ tư nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dự thảo lần thứ tư đề xuất trừ toàn bộ 12 điểm bằng lái xe nếu tài xế ô tô tái phạm hoặc vi phạm nồng độ cồn nhiều lần ở mức 1 dưới 0,25mg trên 1 lít khí thở và mức 2 từ 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đây là điểm mới so với dự thảo trước đó. Nếu nồng độ cồn ở mức 3, tức là trên 0,4mg trên 1 lít khí thở, Bộ Công an đề xuất trừ toàn bộ 12 điểm bằng lái. Cùng với hạ tầng đường bộ thì hệ thống đường thủy của tỉnh Long An đã tạo nên mạng lưới giao thông có tính kết nối liên vùng. Hiện toàn tỉnh có trên 2.650 km đường thủy. Ngoài việc điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thì chính hệ thống này cũng đã xuất hiện nhiều điểm bất cập, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Với những phương tiện vốn nằm lòng nút giao này, thì khi qua lại đây, họ luôn có sự đề phòng và đi sát bờ. Tuy nhiên, đối với những người mới lần đầu đi qua, thì nguy hiểm luôn rình rập, bởi họ không hề được cảnh báo dùng nước xoáy từ trước. Ở đây nó xây nước lòng, lát nữa khoảng gần 2 tiếng hồn nó xây dữ trời lắm. Cái đó là tới đó mình phải qua đó rồi mình bọc ra đây vậy, chứ đâu có dám băng ở giữa nước chìm xuồng, nó xây vòng vòng gì. Cái quặng là cái như là nó lớn hơn cái mũi này. Là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối Đồng Tháp 10 với thành phố Tân An hay các tỉnh thành miền Đông, ước tính đoạn sông này có khoảng 100 phương tiện qua lại mỗi ngày. Tuy nhiên, sự tiện lợi cũng đi kèm với những nguy hiểm tiềm ẩn từ các dòng nước xoáy. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra, cho thấy sự cấp thiết trong việc tìm giải pháp khắc phục tình trạng này. Cảnh giác hay quan sát gì đó, không dùng thấy trước mình quan sát cho nó dễ hơn. Do đó cũng kiến nghị quan chức năng là tạo điều kiện gắn biển báo cho anh em thuyền trưởng để dễ dàng lưu thông, không có xảy ra nguy hiểm đáng tiếc.
Qua khảo sát của ngành chức năng, tính luôn dùng nước xoáy nguy hiểm này, toàn tỉnh Long An có khoảng 5 vị trí nguy hiểm, bất cập giao thông thủy mà chưa có biển cảnh báo, tập trung ở những khu vực như sông Cần Giuộc, kênh nước mặn, sông Dàm Cỏ, Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây. Những đoạn sông mà cua gấp mà nó trong thời gian vừa qua thì nó có xảy ra một số vụ va quẹt giao thông, thì giữa phương tiện, những phương tiện vận chuyển hàng hóa thì nói chung là cái thiệt hại thì nó không đáng kể, nhưng mà nó tiềm ẩn rất nhiều yếu tố tai nạn giao thông. Trong đó là trong thời điểm mà giao nước giữa nước ròng và nước lớn, phương tiện đi núp nước thì dễ xảy ra trường hợp va chạm giao thông. Cũng xin kiến nghị cái đơn vị quản lý cái tuyến sông Cần Giuộc thì cần khảo sát, lắp đặt cái hệ thống báo hiệu để cảnh báo cho người dân chủ động trong việc mà đi lại để đảm bảo an toàn. Dông xoáy, những điểm giao thông bất cập, thiếu biển báo là những sát thủ âm thầm đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Do đó, việc sớm lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo gắn với tăng cường công tác tuần tra kiểm soát là những giải pháp cấp bách cần được triển khai ngay để góp phần xây dựng đường thủy Long An thực sự an toàn và thông suốt. Dự báo thời tiết là thông tin được quan tâm trong những ngày này. Ngày đầu tuần thì thời tiết ở Nam Bộ như thế nào chị Hồng Giao? Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Do gió Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh nên ngày hôm nay, Nam Bộ thời tiết vẫn khá nhiều mây và có mưa trên diện rộng. Bất kỳ tỉnh thành nào ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ có mưa, có những điểm mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông, quý vị cần đề phòng và lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Mưa xảy ra ngắt quãng đang xen với những khoảng nắng nhẹ, trời mát mẻ cả ngày, với mức nhiệt cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực miền Đông Nam Bộ phổ biến trong khoảng 32 độ C. Còn tại Bến Tre, Cao Lãnh, Châu Đốc, Sóc Trăng và các nơi khác của khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 29 đến 32 độ C. Thành phố Phú Quốc dự báo là mây nhiều cả ngày, có lúc mưa vừa, mưa to, có nguy cơ xảy ra về lốc sét và gió giật mạnh, trời mát với mức nhiệt 30 độ C. Tại thành phố Cần Thơ, dự báo từ ngày hôm nay cho đến ngày thứ 6 thường xuyên có mưa dông rải rác vào buổi chiều. Từ ngày thứ 7 trở đi, mưa giảm hẳn, nắng nhiều hơn. Nhiệt độ trong tuần này phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau tiếp tục có mưa dông rải rác, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Với vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, trời cũng có mưa dông, kèm theo nguy cơ xảy ra về lốc xoáy và gió giật mạnh.